Bạn có bao giờ cảm thấy choáng ngợp với khối lượng công việc khổng lồ hay những nghiệp vụ lặp đi lặp lại khiến bạn tốn thời gian và nhàm chán? Tin vui cho bạn, thời đại của những trợ thủ thông minh bằng trí tuệ nhân tạo AI đã đến. Sự xuất hiện của các công cụ như là ChatGPT, Copilot, Gemini đang làm dấy lên lo ngại về việc AI sẽ cướp mất công việc của con người. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác các bạn. AI ra đời với mục đích hỗ trợ, giải phóng con người khỏi những công việc đơn giản, lặp lại và nhàm chán. Vậy làm thế nào để tận dụng tối đa sức mạnh của AI trong công việc? Hôm nay tôi chia sẻ 6 kỹ năng then chốt để bơi cùng công nghệ các bạn nhé. Thứ nhất là giao tiếp hiệu quả. Ngoài kỹ năng giao tiếp giữa người với người, khả năng giao tiếp với máy móc ngày càng quan trọng. Bằng việc truyền đạt rõ ràng và chính xác, bạn sẽ tận dụng được tối đa sức mạnh của AI. Thứ hai, tư duy phản biện. AI có thể hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, nhưng con người mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Khả năng tư duy phản biện sắc bén sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu, đưa ra những cái lựa chọn sáng suốt. Thứ ba, sáng tạo không ngừng. Trong thời đại tự động hóa, tư duy sáng tạo là vũ khí lợi hại giúp bạn vượt trội hơn máy móc. Hãy không ngừng tìm tòi, đề xuất những ý tưởng đột phá để gia tăng giá trị cho công việc. Thứ tư là thích nghi nhanh chóng. Công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, đòi hỏi khả năng thích nghi của con người. Hãy sẵn sàng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới để làm việc hiệu quả với các công cụ AI hiện đại các bạn ạ. Thứ năm, vượt qua rào cản. Sự lười biếng, sự trì hoãn chính là kẻ thù của thành công. Khi AI giải quyết những việc lặt vặt nhàm chán, hãy chủ động nắm bắt cơ hội để tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn, to lớn hơn. Thứ sáu, bản lĩnh vượt khó. Trong bối cảnh môi trường việc làm thay đổi liên tục, sự kiên cường, sẵn sàng học hỏi là yếu tố then chốt. Hãy trang bị cho mình tinh thần vượt khó để thích ứng với những thách thức mới hiện nay. Như bạn thế đấy, AI không phải là kẻ thù mà là đồng đội đắc lực trên con đường chinh phục thành công. Hãy chủ động trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để khai thác tối đa sức mạnh của AI, gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí cho mình và cho doanh nghiệp của mình. Bạn hãy đăng ký khóa học Kaizen ứng dụng chat AI trong quản lý doanh nghiệp theo đường link kèm theo, giúp bạn sẽ giải quyết tuyệt vời những cái vấn đề đó.